Xin cảm ơn mọi người đã đến với video của Công ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Công lại cùng với mọi người đi tham quan Aeon Mall Tân Phú, một siêu thị của người Nhật ở Việt Nam. Thì mọi người cùng với Công đi nhé. Đây là hành lang bên trong của Aeon Mall. Thì như các bạn thấy, tuy là thời điểm này có khá nhiều người, nhưng mà so với những cái ngày trước khi mà xảy ra dịch Covid, dịch Corona đó các bạn, thì đã vắng vẻ hơn khá là nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy dọc các hành lang rất là ít người đi lại. Ở đây chỉ vài ngày sau khi lệnh giải tỏa chấm dứt thì mọi người vẫn chưa có quay lại với cuộc sống hàng ngày. Các bạn thấy thời điểm này là giữa trưa, bình thường thì ở Aeon Mall sẽ rất là đông nha các bạn. Nếu ai từng đi Aeon Mall thì chắc chắn sẽ biết cái độ đông của siêu thị này nó như thế nào. Đây là khu mua sắm quần áo, túi xách và các vật dụng mặc trên người đó các bạn, như là giày dép, nón, rồi áo khoác, đồ. Thì khu mua sắm này bình thường khá là đông. Công đi siêu thị cái ngày này là cái ngày hội thành viên. Các bạn có thể thấy cái bảng treo giảm 5% ngày hội thành viên trên video của Công đó các bạn. Thì ngày hội thành viên đa phần là cái khu mua sắm này nó khá là đông, nhưng mà bây giờ như các bạn thấy trên video là nó khá là vắng vẻ, không có nhiều người có tâm trạng đi mua sau một thời gian nghỉ quá dài, bởi vì không có thu nhập. Mà Công sẽ đi một vài chỗ ở trong khu này để cho các bạn thấy. Và thật sự ở đây chỉ có nhân viên là nhiều, còn khách tham quan và khách mua sắm thì không có bao nhiêu hết các bạn. Đây là một khu khác của chỗ mua sắm. Dành cho các bạn nào không biết thì khu mua sắm các đồ áo quần này nằm ở tầng 1 Aeon Mall Tân Phú. Các bạn cứ vào Aeon Mall lên tầng 1 đi tới cuối dãy, các bạn thấy khu mua sắm này nó khá là to. Nó to hơn các siêu thị cấp mắt bình thường đó các bạn. Tuy số lượng người ở đây các bạn thấy có thể là mấy chục người, nhưng mà những người đứng tính tiền không bao nhiêu hết các bạn. Tuy là ngày hội thành viên nhưng lại không có nhiều người mua sắm. Một hình ảnh hoàn toàn đối lập với thời gian trước đó các bạn. Đây lại là một địa điểm khác của khu mua sắm. Thì chỗ này bán vali, bán giày, bán cái đồ gối đầu. Thì như các bạn thấy là chả có ai cả, không có ai có nhu cầu về những thứ này, tại vì vali, giày, đồ dùng để đi du lịch. Còn quần áo làm đẹp, đồ thì giảm giá rất là mạnh tay, nhưng mà vẫn không có người ghé vào đó các bạn. Dù có thương hiệu hay không có thương hiệu thì cũng chả có ai mua sắm vào thời điểm này hết các bạn. Nó vắng vẻ rất là nhiều, rất là điều hiu quạnh. Còn ở tại vị trí này chính là cái hành lang mà ở tầng trệt, cái khu ăn uống mà mới mở tầng trệt đó các bạn. Trước đây thì chỗ này vẫn là khu mua sắm, nhưng mà sau này chuyển thành khu ăn uống. Aeon Mall Tân Phú mở rộng lên gần gấp đôi, mở thêm rất là nhiều hàng quán. Cho nên rất là nhiều người ghé vào Aeon Mall Tân Phú ăn uống. Như các bạn thấy trong các hàng quán đã có khách. Nếu mà trước đây trong mùa dịch thì họ không có được ngồi lại đây ăn đâu các bạn, họ bắt buộc phải mua về. Bây giờ thì tình hình có vẻ là khá hơn nhiều rồi đó các bạn. Sau một vòng tham quan như các bạn đã thấy, tuy là có nhiều người đã đi siêu thị trở lại, nhưng mà ở đây vẫn chưa trở thành cái nơi đông đúc như nó đã từng như thế. Thì mong là người Việt chúng ta sau cơn dịch này sẽ hoạt động lại bình thường, siêu thị sẽ đông khách trở lại và mọi người sẽ mua sắm và mọi thứ như cái cuộc sống thường nhật. Thì video của Công đến đây là hết. Cảm ơn mọi người theo dõi video của anh Ba Công. Xin hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Hãy nhớ đăng ký và bình luận ở dưới. Xin cảm ơn mọi người.